Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đường Hùng Vương. Bây giờ thì đồng hồ của em Ri cũng là 9 giờ 12 phút rồi. Đó thì cả nhà mình thấy đó. Giai đoạn gần đây thì coi như là tình hình kinh doanh của bà con thì qua tháng 5 này thì càng khó khăn hơn. Tức là bây giờ thì cũng gọi là cuối quý 2 năm 2024 rồi, nhưng mà tình hình thì có lẽ là chậm về kinh doanh, chậm về sản xuất, chậm về việc làm và chậm rất là nhiều thứ luôn. Mình thấy kể cả những cái người mà kinh doanh mua bán tự do bây giờ mà các anh chị mà đi mua ve chai đó, hay là nhặt ve chai đó mà còn vắng còn ế nữa mà. Tại sao lại là một cái nghề mà gọi là thấp kém nhất rồi, người ta gọi là cái nghề gọi là hổi ôi nhất của xã hội rồi đó, nhưng mà còn ế nữa là tại sao? Tại vì kinh doanh buôn bán quá chậm, cho nên là bây giờ thì đâu có ai nhập hàng về nhiều, rồi có đâu có ai mua hàng nhiều bỏ hàng bớt gì đâu, cho nên là những cái ve chai đó thì nó càng ngày nó cũng giảm dần luôn. Mình thấy cuộc sống của bà con thì bây giờ thì khó khăn đủ kiểu luôn rồi đó. Thì giai đoạn đây thì mình thấy công viên đây thì có nhiều anh sơn công nghệ ha, cũng tập trung tại khu vực này đó. Thì ga nằm đó, chạy sơn công nghệ bây giờ thì ngộ lắm. Ngày xưa thì Ri cũng là một cái người mà từng đi chạy sơm công nghệ, tại vì cái thời gian đó, đó thì coi như là Gáp cũng mới ra thôi, thì ghi đăng ký chạy Gáp. Và sáng thì đi làm công ty, chiều về thì bắt đầu rảnh tối đó, ra chạy sơm công nghệ khoảng tới 10 giờ thì đi về. Đó thì kiếm ngày cũng được khoảng 200 ngàn. Thời điểm đó thì 200 ngàn nhưng mà Ri rất là chịu chạy, nên là xiên tiền xăng đâu đó nó hết gần cả 100 ngàn rồi đó. Thì coi như ngày kiếm được 100, chạy thời gian xong rồi đó thì coi như là cũng sống được, cũng lây lất được. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mà km đó, nó tăng nhiều quá rồi, xe nó bị hư, nó cần bảo dưỡng nhiều, thì lúc xe hư thì lại một cái khó nữa là không có tiền sửa đó, thì phải mất tiền rúi ra sửa. Chính vì vậy mà tính tới tính đuôi thì coi như là làm thì cũng có tiền, nhưng mà tới lúc xe hư thì lại là ra sửa xe là hết rồi. Cho nên là bây giờ là quyết định là không chạy nữa mà tập trung tìm việc khác để làm sao mà để trang trải được cuộc sống. Thì nói chung là cũng rất là cảm ơn cái hãng xe ôm công nghệ, đặc biệt là Grab, đã cho đi cái cuộc sống trong cái giai đoạn mà đi khó khăn nhất, bế tắc nhất, thì cũng phải nói là có được một cái thu nhập gọi là tương đối để mà lay lất, để mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn và tiến lên thêm một cái bước. Mặc dù cái bước của Ri thì nó không đáng kể, nó nhỏ thôi, nhưng mà dù sao thì mình cũng gọi là tự thân vận động đứng lên, và nhờ có Grab mà mình cũng có qua được cái giai đoạn đó, thì cho nên là cũng gọi là có một cái lòng biết ơn rất là trân trọng những cái hãng xe ôm công nghệ. Đặc biệt thì bây giờ mình thấy là kể cả xe ôm công nghệ là Xanh FM đó, thì đâu đó tài xế sẽ nhận cái xe điện đó. Thì Ri nói là nghe nói là khoảng 1 triệu mấy cho cái xe đời đầu và 4 triệu mấy cho cái đời sau, nhưng mà góp từ từ thôi là nhận được xe rồi trả góp từ từ. Xong thì điện thì không tốn nhiều tiền, rồi thời gian mà đại tu bảo dưỡng mà lớn đó, thì vào những cái đại lý của VinFast thì bảo dưỡng miễn phí cho xe ôm công nghệ, thì đây cũng là một điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà khó một điều đó là bây giờ thì xe ôm công nghệ thì mình thấy một cái điều là gần như luôn, đó thì quá trời nhiều cái hãng xe ôm công nghệ ra đời và cạnh tranh khốc liệt. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là kinh tế đang gặp suy thoái khó khăn, cho nên là cái lượng mà anh chị em thất nghiệp quá đông, đăng ký chạy xe ôm công nghệ rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái tình huống mà dẫn đến là các anh chị mà chạy xe ôm công nghệ bây giờ là không có ăn, đó thì cũng lây lất qua ngày thôi. Đó thì mình thấy là nhiều anh chị em công nghệ, tại sao mà người ta kiếm tiền mà người ta phải hăng hái người ta làm, còn đây thì các anh chị mà đi kiếm tiền mà thấy toàn thấy nằm ngủ không, thấy nằm bấm điện thoại thôi, khi nào có khách thì tìm có thôi, cũng như là bất cần rời vậy. Đây cái hướng này cũng vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ ha, ở đây mình thấy bán hoa nhiều đó. Vòng vòng đây thì thấy là những cái cửa hàng đây nó chìm nghiệm công việc kinh doanh, mà nãy giờ tôi thấy đi vào những cái con đường này không dám nói nhiều luôn. Những cái cửa hàng điện thoại di động rồi nè, đó thì hàng mobi rồi ha, đó thì nhiều cái mình thấy nó vắng quá trời vắng luôn.
Đó thì tiếp tục lại cái câu chuyện của xe ôm. Thì ở đây mình thấy đó, các anh chị xe ôm giống như là bất cần đời, ngồi đó thì có thì chạy cũng có là thôi, bấm điện thoại hoặc là nằm ngủ. Tại sao lại như vậy? Tại vì lúc trước đó, khách nhiều lắm, chạy vừa bỏ khách này xong là rà rà lại điểm này, rà rà lại điểm kia để mà kiếm khách. Có khách chạy là có tiền, nên là rất là khoái. Còn bây giờ thì chứ có rà rà thì cũng không có khách, tại vì cái lượng xe quá nhiều mà cái lượng khách thì không có bán bao nhiêu, cho nên là cái lượng cung bây giờ nó đã vượt cầu rồi. Đó thì đi càng đi thì mình thấy là chạy rã vòng vòng thì tốn xăng mệt người thôi, mà khách thì cũng không có, cho nên là dẫn đến một cái hiện tượng đó là các tài xế xe ôm công nghệ bây giờ cứ ra ngồi ù lì, ngồi chỗ có khách thì chạy, không có thì thôi, chạy vòng vòng vừa tốn xăng tốn sức mà lại không có khách nữa. Đó thì dần dần dẫn đến một cái từ là nản. Và có một số anh chị coi như là qua thời gian thì trụ không nổi nữa, coi là nản bỏ nghề và không làm xe ôm công nghệ nữa. Đây là cái đường Hồ Thị Kỷ ha, cái hướng rẽ vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ đấy, mà thấy bây giờ thì nó khá là vắng luôn, khá là chậm. Hai bên quá trời luôn, nhìn hai bên đường mà gọi là nản lòng chiến sĩ luôn, quá trời luôn. Mà thấy những mặt tiền kinh doanh mà cửa đóng then cài không à, để dán bảng nhà cho thuê rồi, những cái cửa hàng coi như là ốp bồ rồi, rồi giờ nó cũng bỏ chạy hết trơn rồi, phá sản, coi như kinh doanh bây giờ thì quá chậm, mình thấy đó. Nên là càng lúc thì càng khó khăn, kinh doanh thì bây giờ coi như là eo xèo đủ kiểu luôn rồi, chạy càng ngày thì càng vắng, cho nên là mặt bằng thì bây giờ quá cao, làm không đủ tiền trả mặt bằng, mà cứ thâm vốn từ từ hết vốn thì nghỉ luôn, bây giờ cũng không biết phải làm sao nữa. Đó, đây mình thấy nguyên cái dãy này mặt tiền mà nó vắng quá trời vắng luôn ha. Đó, đây quá trời luôn. Bây giờ thì Sài Gòn những ngày hôm nay thì cũng có mưa rồi, mưa rồi là lác đác rồi. Mình thấy là bây giờ thời tiết thì nắng kinh khủng, 42, 43 độ. Và thật sự mà nói rất là buồn như thế này. Sài Gòn mình có quá nhiều xóm trọ, và những cái xóm trọ mình thấy đó, nhiều khi là cái phòng có mười mấy mét vuông thôi, nó thấp, nó nóng, nó không có cửa sổ, nó cũng có gì hết. Và những cái cô chú mà lớn tuổi phải chống chọi với cái thời tiết này thì nhìn tội lắm. Đó thì tiền gọi là thuê nhà mà có 1 triệu, 1 triệu mấy mà nhiều khi nhiều tháng còn thiếu lên thiếu xuống, bị chủ nhà chửi lên chửi xuống nữa. Thì thuê một cái căn nhà rộng thông thoáng thì tiện đâu mà thuê. Đó thì ít tiền bắt buộc là phải ở những cái căn nhà nó khá là sập sệ và eo xèo. Nhưng mà mình dùng cái từ mà chợ búa ha, mình nói dùng từ tồi tàn đó. Còn dùng cái từ mà văn phòng đồ cho nó mỹ miều, gọi là hiện đại mà lịch sự văn minh đồ, theo cái đường liên đường la đồ, thì nói là cuộc sống gọi là quá khó khăn và quá bế tắc. Đó thì mình thấy rất là buồn luôn, những cái hoàn cảnh như vậy mình đi, mình thấy cô chú là trời nó đóng, nhiều khi thì những cái chú mặc được cái quần đùi đó, cái quần xà lõn ở quê nó hay gọi là cái quần xà lõn, quần ngắn ở trần, nắng quá trời nắng rồi, cho nên là đâu có chịu nổi đâu, mặc cái quần xà lõn cho qua ngày, có cái khó khăn đến mức độ đó đó. Rồi có những cái con hẻm thì nó có những cái bụi cây, cái gốc cây rồi thì còn trốn ra ngồi được, nhưng mà có những cái con hẻm đó, là nắng cháy da người, nó trơ trụi, chỉ có nhà và nhà đó, và nhà sụp sệ và nhà nó thấp đó, là bây giờ không có chỗ trốn thật sự luôn đó. Thì muốn trốn là phải chạy ra bờ sông qua ao rồi đi rất là xa. Có những con hẻm mình thấy đó, nhà bây giờ mà những cái con hẻm mà chỗ ở không có, chỗ đâu mà trồng cây, đâu có cây gì đâu. Thậm chí những cái đường mà nhiều cái đường lớn còn có cây nữa, nói chi là những con hẻm nhỏ, mình thấy tồi tàn và không có cây xanh, không có bóng mát. Với cái nắng 42, 43 độ này thì chống chọi nó thật là khủng khiếp luôn. Đây thì ngã tư của Hùng Vương và Lê Hồng Phong, thì em Ri sẽ chạy thẳng luôn, chạy thẳng đường Lê Hồng Phong này. Ở đây có một cái quán bún bò Trần Ký. Bún bò Trần Ký thì lúc trước thì khách rất là đông. Cái tô bún bò mà nhìn giống như là sức ri là cũng gọi là thanh niên trai tráng đó, nhưng mà ăn một tô bún bò là ăn không hết, nó thịt nó nhiều quá. Nhưng mà bây giờ thì lúc mới đầu mở thì khách đông, nhưng mà bây giờ nó cũng sợ rồi. Thịt nó thì một cái giò heo, cái cốc lết rồi nó quá trời bự. Mà bự như vậy đó là hàng gọi là hàng đông lạnh cũng không à. Cho nên là bây giờ hàng đông lạnh thì ta cũng ngại, ít ăn vì lý do sức khỏe. Thà ăn hàng nóng, nó bán một cái tô nhỏ hơn, ít hơn, nhưng mà nó hàng nóng nó ngon hơn, ăn cảm giác nó ngon hơn.
Còn ăn một cái tô quá bự, thịt gọi là tràn trề luôn, nhưng mà hàng đông lạnh thì ăn nó dội dội miệng. Ở bên đường mình thấy cũng là căn nhà cho thuê mặt bằng nữa, nguyên cái dãy kinh doanh này. À, thấy một cái điều là vắng và ế đó, mình đi mà nhìn cái nguyên cái dãy kinh doanh mà gần như là người ta ngồi gọi là chiều trận luôn, khách thì không có, để biết làm sao bây giờ. Kể cả những cái xe, những xe này là xe nước mía, xe cơm, xe hủ tiếu, rất là nhiều xe khi người ta buôn bán, thì kể cả những cái mặt bằng lớn thì ta cần có một cái xe này để mà trưng bày những tấp pin, hay là người ta đẩy dạo ngoài đường cũng cần cái xe này. Nhưng mà những cái xe này giờ thì bán cũng vắng luôn, cũng ế luôn. Lý do là ế là sao? Có nhiều người nó bán ế quá rồi người ta nghỉ bắt đầu người ta bán hàng thanh lý. Cho nên là hàng thanh lý thì nó rẻ hơn gần như là 50%. Thay vì bây giờ thì bỏ 4 triệu để mua một chiếc xe thì thôi, mới ra kinh doanh buôn bán mà biết có được không, biết có ngon lành cành đào không, biết ra sao nữa, mà tiền thì không có nữa, thì làm sao mà dám bỏ tiền nhiều như vậy, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Chính vì vậy mà người ta sẽ chọn cái phương án đó là mua những cái chiếc xe thanh lý này, cũ mà cũng còn xài rất là tốt, giá thì nó rẻ hơn phân nửa đó. Thì bây giờ hàng thanh lý rất là nhiều, đặc biệt luôn là về những cái nhà hàng rồi đó, người ta trụ không nổi thì người ta thanh lý đây thì coi như là dàn bếp, son nồi rồi bàn ghế rồi đó thì đầy luôn. Cho nên là bây giờ là đa số luôn, kể cả văn phòng công ty nữa, dẹp rất là nhiều. Và hàng thanh lý nhiều khi là mới 98-99% mà giá nó đâu đó khoảng 60% với cái giá mà hàng mới thôi, rẻ hơn, tiết kiệm hơn được rất là nhiều. Nên bây giờ thì đa số luôn người ta lại chọn hàng thanh lý rất là nhiều luôn đó. Mình thấy cái đường là Hồng Vương ngay chỗ khu vực phường 4 quận 5 hoành tráng cỡ nào, mà bây giờ thì nhìn những cái mặt bằng kinh doanh mặt tiền khủng, nhà ở đây nhìn cả chục tầng luôn, quá ít đâu, nhưng mà cũng cửa đóng then cài luôn rồi, cửa cuốn sập xuống luôn, mình thấy rất là khó khăn đó. Thì đủ thứ đó. Bây giờ thì điện tăng nè, nước tăng nè, ga tăng nè, rồi nước mắm, bột ngọt, dầu lửa, cái gì nó cũng tăng hết, nhưng mà lương thì không tăng, xăng thì cũng tăng luôn, mình thấy đó. Bây giờ là gần như là cái gì cũng tăng hết, kể cả đây thì có nhà cho thuê mà hai căn liên tục luôn, hai bên luôn đó, thì khó khăn quá trời luôn rồi đó. Thì mình đi mình thấy kể cả điện nữa, trời nắng này thì điện nước đồ xài nó cũng nhiều hơn những tháng trước nữa, không hiểu lý do làm sao vẫn sinh hoạt y như vậy, vẫn số người đó, nhưng mà có tháng càng nóng thì cái tỷ lệ xài nó càng nhiều, nước nó càng hao, mà không biết là tại sao. Ví dụ đi, tháng trước cũng xài y chang vậy thì 10 khối, tháng sau lại 14 khối, cũng y chang luôn, không hiểu tại sao. Có nhiều cái lý do mà trời nóng này thì mình thấy là nhiều bà con là cứ nói là sao giá điện tháng này tăng quá, tháng nước này tăng quá. Ở đây là ngã tư của Trần Nhân Tông và Hùng Vương, cái sẽ đi thẳng luôn. Trước mặt mình đây là ngã ba của Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh nữa. Bây giờ đi sẽ đi thẳng cái đường Hùng Vương này. Đây thì có Pizza Thành Tâm đây, Biulat Thành Tâm thì một cái đơn vị mà sản xuất bàn pizza cũng như là phụ tùng rồi đó, gọi là cây cơ rồi bi rồi đó, rất là nổi tiếng luôn. Đây thì mình sẽ đi thẳng đoạn này. Đây thì thấy quá trời xe ha, đi qua đây luôn. Đây qua trời xe bán nước mía, bán cơm, bán bánh bao nè. Cả nhà mình sẽ thấy được là chỗ khu vực này người ta chuyên bán luôn đó, thì người ta bán đồ mới cũng có, đồ cũ cũng có luôn. Có nhiều anh chị em mà mua rồi kinh doanh thời gian rồi cái gọi là ế quá, chịu không nổi thì bỏ chạy rồi lại đây bán lại những cái xe này, thì người ta vẫn thu lại rồi ra bán cho những cái người mà có nhu cầu mua xe mới thì người ta bán mới, còn cái nhu cầu mà ít tiền hơn, tiết kiệm hơn thì người ta vẫn là những cái xe cũ như vậy đó. Thì mình thấy kinh doanh bây giờ coi như là eo xèo và chậm, và khu vực này thì thấy là xe hơi đậu rất là nhiều luôn ở đây đó, quá trời luôn. Thấy xe 7 chỗ ha, 5 chỗ đầy luôn, và biển số trắng có nè, 8495 đủ kiểu luôn. Thì Sài Gòn mình biết rồi, có nhiều khu vực đó là đường là cấm xe, cấm đổ, cấm dừng rất là nhiều. Cho nên là các anh tài xế đây thì gần như là đa số luôn, cái xe ở đây là chở người đi khám bệnh. Các bệnh viện ở khu vực quận 5 thì khá nhiều, bệnh viện Đại học Y Dược nè, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè, bệnh viện Hùng Vương nè, rồi bệnh viện gọi là
Nguyễn Tri Phương 7A rồi An Bình quá trời luôn, thì người ta đến đây là khám từ ở tỉnh lên. Khám xong thì nếu mà nhanh thì trong buổi sáng có kịp kết quả siêu âm xét nghiệm rồi thì người ta lấy thuốc xong người ta về, còn không kịp thì người ta sẽ rớt vào buổi chiều. Cho nên là các anh tài xế phải đậu rất là lâu, cho nên là tìm những cái chỗ cho đậu xe như thế này đây để người ta đậu. Thì ở đây có một cái công viên là công viên Hòa Bình. Lúc trước thì đi ngang cái công viên Hòa Bình này cả nhà mình thấy sợ lắm, tại vì cây cối nó tùm mà nó tối thui, nó ẩm thấp, rồi xì ke nè, rồi ma túy hút chích gì trong đây ghê lắm. Còn bây giờ thì thấy đỡ rồi, bây giờ thì xây lại thoáng hết rồi, cho nên là những cái tệ nạn đó đi không còn thấy nữa. À, thấy đây là bà con tập thể dục rồi rất là nhiều đấy. Đó thì cái phong trào gọi là rèn luyện sức khỏe cũng nâng cao lên. Đó thì tiếp tục bên đây thì cái dãy gần tới đây là ngã tư của Hùng Vương và Sư Văn Hạnh rồi. Sư Văn Hạnh thì rất là nổi tiếng với cái việc đó làm gọi là quán cà phê. Ở đây là quán cà phê ngút ngàn luôn. Cả nhà mình thấy là vào đây là đường Sư Văn Hạnh ngày xưa là cũng là một thủ phủ cà phê. Không biết cái đâu và cái người uống cà phê ở đây quá trời luôn mà không biết chỗ nào cũng bán cà phê. Nhiều khi là dạy trong vòng mấy chung cư là đi chỗ nào cũng quán ăn quán cà phê không à. Còn bây giờ thì dẹp đi rất là nhiều rồi. Tại vì không biết sao nữa, quán cà phê bây giờ như là không còn thịnh như ngày xưa nữa. Thì vẫn còn vài cái quán cà phê như đây, ngay cái gốc Sư Văn Hạnh đây. Thì quán cà phê đây mình thấy có nhiều các em gọi là trẻ tuổi, đẹp gái xinh tươi đó, thì mặc da phấn gì đó đó, thì vào đây thì nói chung là thật sự mà cái thu nhập của các bạn mà phụ quán cà phê, bạn nữ phụ quán cà phê đấy là đáng ngưỡng mộ luôn. Có bạn thì thu nhập một tháng là 30 triệu, 50 triệu, 60 triệu là bình thường. Tại sao gì? Lương của bạn thì không có nhiều đâu, lương của bạn khoảng 5 triệu, 6 triệu một tháng thôi, không có nhiều, mà tại sao thu nhập bạn lại nhiều như thế? Lý do là đây làm nhờ cái tiền tiếp, tiền bo của khách. Ví dụ như là vào đây uống cà phê một ly 50 ngàn, đang ngồi thì có các em gọi là ngồi là tâm sự hỏi thăm rồi gọi là nói chuyện tám rồi giỡn đùa đó, xả stress thì mình thấy đó, uống ly xong ly cà phê 50 ngàn thì đưa 100 ngàn khỏi thói bo luôn, tại vì người ta cũng ngồi nó phục vụ mình, nói dốc với mình cho mà xả stress rồi đó. Thì sàn qua sàn lại bàn các bạn được một rật lượt khách, các bạn được bo 50 100 đó, xây qua xây lại ngày kiếm cái triệu hai triệu là chuyện rất là bình thường đó. Thì dẫn đến một tháng là thu nhập của các bạn mấy chục triệu đó. Thì đây, nhưng mà cái đây thì cái người ta thường nói là thứ nhất là cái chuỗi nghề của bạn nó không có bền, nó chỉ một thời gian ngắn thôi, từ 18-20 đến 25-27 qua 30 là thấy gọi là lúc đó là làm hết được rồi, gọi là chậm ế rồi, phải chuyển nghề khác. Thứ hai nữa thì người ta nói là của thiên trả địa đó. Ở đây thì mình thấy đây có một cái trung tâm thương mại An Đông này. Bây giờ thì tình hình khách trong đây thì coi như quá vắng, quá eo xèo luôn, rất là vắng luôn. Đó thì người ta quay lại cái câu chuyện lúc nãy, ta nói là của thiên trả địa. Tại vì sao? Tại vì tháng các bạn nói là được mấy chục triệu luôn. Mình thấy là nhiều, thật sự mà mấy chục triệu là nhiều chứ, 30-40 triệu, 60 triệu là nhiều. Nhưng ở đây thì hàng ngày, hàng tháng các bạn phải chi rất là nhiều. Chi cái gì? Chi tiền kem phấn son môi, rồi dầu thơm, rồi làm tóc, rồi cái gì cái nữ trang các bạn đeo trang trí đó, bạn thay đổi thường xuyên nữa, rồi quần áo nữa, cho nên là các bạn phải mua sắm thường xuyên, rồi cho nên là hàng tháng thì các bạn tốn những cái khoản chi phí đó rất là nhiều. Nó phải ăn mặc ăn diện rồi sao cho nó đẹp, nó lịch sự thì mới được, thì cái nghề phù hợp với cái nghề, thành thử ra là các bạn tốn tiền rất là nhiều ha. Đó thì đây là ngã tư của Hùng Vương và Nguyễn Duy Dương, đây thì sẽ đi thẳng luôn, cho nên là các bạn làm có tiền nhưng mà gọi là của thiên trả địa, cái đầu này chút đầu kia chút, rồi đâu phải các bạn làm mà chỉ lo cho các bạn không đâu, rồi các bạn về còn phụ giúp cho gia đình, ba mẹ quê, em mình ở quê nữa, rồi đủ thứ hết trơn cuộc sống. Cho nên là xây qua xây lại rồi buông ra, cuối tháng buông ra nói mấy chục triệu nghe nhiều quá, nhưng mà cái chung chút rồi trắng tay cũng trở về tay trắng đó. Thì đây cũng là một cái điều rất là khó khăn, cuộc sống mưu sinh mình thấy đó rất là buồn luôn ha. Nhiều hoàn cảnh mình mới thấy được tiền làm được, nhưng mà cái chi phí để mà kiếm được cái đồng tiền đó bỏ ra cũng rất là nhiều, cho nên là xây qua xây lại thì coi như là cũng khó khăn. Ở đây có nhiều căn nhà cho thuê quá trời, thấy bên đây cho thuê rồi bên kia là nhà bán chính chủ, rất là nhiều chỗ luôn ha. Coi như là kinh doanh mình buôn bán bây giờ thì chậm quá trời chậm rồi,
đi đâu mình cũng thấy vắng, vắng dữ luôn ha. Đó thì nhìn những cái hoàn cảnh này chúng ta mới thấy được là cuộc sống của bà con bây giờ thì quá trời khó khăn, quá trời eo xèo luôn. Công ty Homai ha, Homai là chuyên về thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu đấy. Và cái trụ sở chính là chỗ đường Nguyễn Thế Bình, quận Nhất á, nhưng mà đây cũng có, cái quận 5 này cũng có thôi. Bây giờ thì mình thấy thì các hãng xe bây giờ cũng ế, gọi là logistics bây giờ rất là chậm. Lý do là bây giờ thì kinh doanh eo xèo rồi, người ta cũng hạn chế đi lại là thứ nhất. Thứ hai nữa là hàng quá rồi, nó cũng chậm lưu thông. Ngày xưa buôn bán được thì hàng quá lưu thông liên tục, cho nên là ngon lành gành đào. Còn bây giờ hàng quá lưu thông rất là eo xèo, luôn chậm. Vào Sài Gòn thì lâu lâu mình mới thấy được một cái chiếc xe tải. Ngày xưa thì ra đường đó là thấy xe tải rất là nhiều. Và thật sự mà nói, kể cả bản thân riêng cũng vậy, thấy xe tải là ghét, bực bội. Tại sao? Tại vì trời nắng nóng, đường đông rồi mà xe tải nhiều, nó trời nó kẹt cứng ngắc à, bực lắm, phiền lắm. À, bây giờ thì thấy xe tải lại rất là thích, rất là mừng luôn, thật hớn hở luôn cả nhà. À, bây giờ thì mình mới thấy nghiệm ra một điều, xe tải càng đông trong Sài Gòn này thì chứng tỏ là hàng hóa lưu thông nó nhiều, hàng hóa lưu thông nhiều thì kinh doanh buôn bán được, thì nhiều người đã ăn nên làm ra, thì anh chị em công nhân thì cũng có nhiều việc làm, cuộc sống nó đang thoải mái hơn, kinh tế nó phát triển hơn. Còn bây giờ mình thấy là ít xe tải vậy, nó đỡ kẹt xe, nó đỡ sự bực bội. Nhưng mà có một cái gánh nặng hơn là kinh tế nó eo xèo, cho nên là công ăn việc làm khó khăn, phá sản thì triền miên luôn. Nó dẫn đến một cái điều là cuộc sống của bà con gọi là rất là gọi là khó khăn đủ kiểu đó. Nhiều cái để mà thấy được là bây giờ thì rất là cần ha, cần những cái gọi là kẹt xe như thế này đó. Thì clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.